Giữ cho cái nốt nó ngân.
Rồi, cái nguyên tắc thứ ba các bạn. Nguyên tắc thứ ba đó là các bạn chuyển hợp âm. Các bạn không cần phải chuyển một lúc cả cái bàn tay của mình đâu. Các bạn sẽ ưu tiên những cái nốt nào mà các bạn cái tay phải mình bấm và móc trước thì các bạn bấm trước. Còn nhiều nốt mà không bấm thì thôi, không cần tay trái bấm cũng được. Các bạn phải tập chuyển hợp âm, ưu tiên những nốt trước nha. Ví dụ như từ hợp âm la đi qua son, chuyển hết tay qua son rồi các bạn mới bấm, mới móc đâu. Các bạn phải chuyển nốt nào trước thì mình ưu tiên trước, chứ không cần phải chuyển hết cả bàn tay rồi mới bấm, mới móc nha. Ví dụ là son, cái dây nào bấm móc trước thì tay phải tay trái mình bấm trước, nó bấm luôn hai ngón này thì bắt buộc mình phải bấm hai cái này cùng một lúc đó. Nó luôn móc luôn hai dây một lúc thì cái này phải bấm một lúc. Nếu mà cái nào mà bấm móc trước á, thì tay trái bấm trước. Rồi tới đây, rồi mà tới đây. Nó là dạng như vậy. Rồi cái nguyên tắc cuối cùng nó cũng chả có gì hết, đó là các bạn phải tập chuyển hợp âm với nhiều thế tay, đa dạng thế tay. Bởi vì các bạn tập, chẳng hạn như thằng son trưởng đi, các bạn tập với thằng son trưởng như thế này. Ban đầu các bạn tập như thế này, nhưng mà khi các bạn tập dài á, lúc mà solo nó sẽ có một nhược điểm, đó là các bạn dùng cái ngón này các bạn solo những cái nốt bên này nó rất là hạn chế. Rồi vậy các bạn phải tập thêm như thế này nữa, tập cho nó quen thì sau này các bạn sẽ thấy nó vừa dễ mà mình solo nó vừa tiện nữa các bạn, vừa dễ mà vừa tiện nữa. Thì cái này thì giờ nó mới dễ trước mắt thôi chứ nó chưa tiện. Mình nói chung là cứ tập nhiều thế tay nha. Các bạn có thể xem video hoặc xem clip bài hát hoặc bài solo nào đó của người ta, nếu như các bạn có thể tôi chạm lại hoặc là xem được thế tay á, hoặc là các bạn thấy cái thế tay đó nó kỳ kỳ á, thì các bạn cứ áp dụng thử đi xem mình chơi được không. Từ từ lần lần rồi mình sẽ quen, mình rảnh rảnh hoặc buồn buồn vui vui vậy cứ lôi ra bấm hoặc bắt chước cái thế tay của người ta. Riết là mình sẽ có những cái thế tay nó đa dạng mà mình chuyển nó không gặp cái sự vướng víu hay vướng bận nào hết đó các bạn. Nên mình cứ tập chuyển nhiều, tập càng nhiều càng tốt vậy ha. Thì cái này thật ra cái video này nói vậy thôi, chứ mình chơi chuyển hợp âm thì mình phải kết hợp bằng cả bốn nguyên tắc. Phải rơ đúng nhịp, nhịp là cái ưu tiên quan trọng, rơ đúng nhịp giữ cho hợp âm nó vang đủ lâu để mình chuyển cho nó đúng nhịp nha. Đó, nó chỉ có vậy thôi, không có gì hết. Giờ thì mình tập cái bài ca năm. Cái bài ca năm thì thực ra nó dễ lắm, các bạn có thể xem clip trước của mình để các bạn xem thế tay, và mình sẽ đính kèm tab dưới cái mục mô tả của cái này, và các bạn có thể đeo tab về và các bạn tập cái tab. Tại vì cái bài này mình soạn nó easy rồi, nó quá dễ rồi, nên không cần hướng